Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Quý vị thân mến, những ngày qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành, trong đó có những con sông và địa phương ở tỉnh Hắc Long Giang đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20, 30, thậm chí là 50 năm qua. Mưa lũ khiến nhiều công trình bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều cây cầu kiên cố bị hư hỏng nghiêm trọng, dẫn tới các phương tiện di chuyển gặp phải những sự cố bất ngờ. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khi một ô tô đang đi trên cầu thì bất ngờ lao thẳng xuống một lỗ hổng lớn ngay phía trước đã khiến cho nhiều người không khỏi thót tim. Ô tô lộn nhào xuống lỗ hổng do sập cầu ở Trung Quốc. Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc và các vùng lân cận trong những ngày qua đã phải hứng chịu đợt mưa kỷ lục. Theo hãng tin AP, đến hôm 4 tháng 8, hàng ngàn người vẫn phải sơ tán vì lo sợ những dòng sông dâng cao. Còn ở những vùng ngoại ô Bắc Kinh và các tỉnh thành bên cạnh, các đội cứu hộ cùng người dân đang cố dọn dẹp sau khi mưa to và nước lụt phá hỏng các con đường, gây mất điện và hư hại nhiều nhà cửa. Trong tình hình thời tiết xấu, rất nhiều người tham gia giao thông cũng bị ảnh hưởng, thậm chí gặp tai nạn nguy hiểm. Một video do camera hành trình của ô tô ghi lại mới được đăng tải lên mạng cho thấy một chiếc ô tô khác đã gặp nạn khi đang đi trên cầu Thượng Trí, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Nhìn thật sự đáng sợ. Trong video, một chiếc SUV trắng đã đi nhanh vượt lên chiếc ô tô với camera hành trình đang hoạt động. Do đi nhanh nên tài xế không nhận ra rằng phía trước có một lỗ hổng lớn. Do mưa to và lũ lụt đã làm sập một phần cây cầu. Hậu quả là chiếc SUV đã lao thẳng xuống lỗ hổng đó, thậm chí còn va vào phía bên kia cái hố. Trước khi đổ lăn ra bên dưới, nhiều người ở gần đó vội vã chạy tới giúp. Nhìn xuống lỗ hổng có thể thấy nó là một cái hố khá sâu, bên dưới là dòng sông đang chảy và còn có một chiếc ô tô khác đang ở dưới cái hố đầy bùn, chứng tỏ đã có một xe gặp nạn trước đó. Rất may mắn, vụ tai nạn này không gây thương vong. Tài xế trên chiếc SUV trắng sau đó đã được người đi đường giúp kéo lên, theo ABC News. Đến ngày 4 tháng 8, các nhà chức trách ở tỉnh Hắc Long Giang vẫn cảnh báo người dân về tình hình thời tiết rất xấu, một số khu vực có thể có lượng mưa hơn 100mm chỉ trong vòng vài giờ. Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến nhiều người trên con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20, 30, thậm chí là 50 năm qua. Vào 12 giờ trưa ngày 4 tháng 8 theo giờ địa phương, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, tương đương với Bắc Kinh và Hà Bắc trước đó. Quyết định trên được đưa ra sau khi tỉnh này liên tục phải hứng chịu lượng mưa lớn từ hôm 2 tháng 8 và buộc phải đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro khí tượng vào ngày 3 tháng 8, như cảnh báo đối lưu mạnh, cảnh báo mưa lớn, cảnh báo rủi ro thảm họa địa chất và lũ quét. Trong một thông báo đưa ra vào sáng ngày 3 tháng 8, sau khi nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3, thành phố Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang cho biết, trước tình hình lũ nghiêm trọng trên sông Hai Lãng tại đây, các cơ quan thủy văn và thủy lợi phân tích dự đoán con sông này sẽ trải qua trận lũ 30 năm mới có một lần, trong khi thành phố Mẫu Đơn Giang sẽ phải hứng chịu trận lũ 20 năm mới gặp một lần. Lượng mưa lớn khiến cho mực nước nhiều sông dâng cao. Theo quan trắc và dự báo của cơ quan thủy văn địa phương, tính đến 8 giờ hôm nay đã có 31 hồ chứa trên địa bàn vận hành vượt mức lũ cho phép từ 0,01 đến 4,81m. Mực nước của 19 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,02 đến 2,47m, trong đó có 7 con sông vượt mực an toàn từ 0,37 đến 1,24m. Dự kiến, một số con sông như sông Kiến và sông Lạp Lâm sẽ xảy ra lũ hơn 50 năm mới có một lần. Trong một thông báo vừa gửi đến thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mẫu Đơn Giang hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã yêu cầu các địa phương này nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung cao độ, đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ tính nghiêm trọng, cấp bách của tình hình lũ lụt thiên tai, cũng như tầm quan trọng của việc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Dự báo mới nhất từ Đài khí tượng Cáp Nhĩ Tân cho thấy, đợt mưa lớn lần này mang tính cực đoan. Lượng mưa ở phía nam của thành phố cấp huyện Ngũ Thường và Thượng Trí trên địa bàn đã gần bằng hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử. Được biết, tỉnh Hắc Long Giang là nơi có mỏ dầu Đại Khánh lớn nhất và lâu đời nhất Trung Quốc, cũng là tỉnh sản xuất lương thực lớn của nước này. Thành phố Ngũ Thường là một trong năm huyện trồng lúa hàng đầu Trung Quốc. Hiện những cánh đồng lúa ở đây đã bị ngập nặng và đứng trước nguy cơ mất trắng. Nước lũ dâng chạm mái nhà, người dân Trung Quốc phải ôm thùng xốp trôi nổi suốt 5 giờ. Không chỉ riêng Hắc Long Giang, mưa lũ còn càn quét nhiều địa phương khác, trong đó có một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc.
Theo tờ The Paper, người dân thành phố Trác Châu không thể ngờ rằng họ phải trải qua trận lũ lớn và kịch tính đến vậy. Gia đình Châu Văn Kinh có một nhà kho kinh doanh đồ gỗ trong chợ gỗ Tây Quan, thành phố Trác Châu. Vào ngày 31 tháng 7, cô và chồng đến nhà kho làm việc như thường lệ. Đến 13 giờ chiều, một thành viên trong nhóm cộng đồng gửi thông báo có nội dung có xả lũ và cần sơ tán ngay. Thông tin này dường như không thu hút được sự chú ý. Châu Văn nghĩ nước sẽ chỉ dâng lên một chút thôi và họ giống như hầu hết những người trong chợ gỗ đã không sơ tán. Tuy nhiên, đến 20 giờ tối ngày 31 tháng 7, cô phát hiện nước trong nhà kho đã dâng lên đến mắt cá chân. Ra đến ngoài cửa, nước ngập ngang đùi. Đi thêm một đoạn nữa, mực nước sâu hơn. Chú Văn nói, không ai nhận ra rằng trận lũ lụt sẽ hung dữ như vậy. Khi có thông báo, mọi người đều thờ ơ vì chưa ai từng trải qua, nên rất nhiều người bị mắc kẹt. Cô còn chia sẻ với The Paper rằng, nước lũ cuốn gỗ, đồ gia dụng như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh trôi nổi trên mặt nước. Đến đêm, nước tiếp tục dâng cao và chảy xiết. Vợ chồng Châu Văn đánh liều mỗi người ôm một thùng xốp và thả nổi trên mặt nước để tránh bị trôi theo dòng nước. Họ cố gắng nắm chặt cánh cửa nhà kho và lênh đênh trên mặt nước hơn 5 giờ đồng hồ. Người phụ nữ nhớ lại, lúc đó tôi nghĩ đến việc viết di thư và nói với người thân số tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua, sau khi nhà kho ngập chạm đỉnh, vợ chồng Châu Văn đã ôm thùng xốp khéo léo trôi theo dòng nước và leo lên được tầng 2 của một ngôi nhà cách đó hơn 10 mét. Cô nói, khi chúng tôi trôi nổi, mực nước chỉ cách ban công tầng 2 khoảng 10cm. Cô ước tính, độ sâu của nước ở vào thời điểm đó là khoảng 5 mét. May mắn vợ chồng cô cũng được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Theo cô, giải cứu chợ gỗ không hề đơn giản, bởi theo dòng nước chảy xiết, có nhiều vật thể bằng gỗ trôi nổi, đường bị chặn, thuyền cứu hộ sẽ bị thủng. Theo tuần báo Nhân vật Phương Nam Trung Quốc, kể từ năm 1963, Trác Châu chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nào tương tự khiến cho người dân không nhận thức được mức độ nghiêm trọng đằng sau các thông điệp cảnh báo sớm khác nhau. Tính từ 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7 đến sáng ngày 1 tháng 8, Trác Châu lại hứng chịu lượng mưa lớn với lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, theo thống kê gần nhất, tính đến 10 giờ sáng ngày 1 tháng 8, tổng cộng 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến 17 giờ cùng ngày, 225,38km² diện tích đất nông nghiệp bị chìm trong biển nước. Những ngày qua, lực lượng cứu hộ từ khắp nơi trên cả Trung Quốc đã tập trung về thành phố này, mang theo vật tư, thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp. CCTV dẫn lời giới chức Trác Châu cho hay, thành phố này cần một số lượng lớn thuyền để di rời cư dân do mất nước và điện cục bộ. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7, Trác Châu đã ban hành ứng phó khẩn cấp cấp 1 và tất cả các ban ngành, các cấp của thành phố đều được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa mưa bão, đồng thời cố gắng hết sức để ngăn chặn và ứng phó với các thảm họa lớn. Trác Châu cũng đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, bao gồm tổng cộng 8.755 thành viên để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp. Theo Văn phòng Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hà Bắc, do ảnh hưởng chung của bão Doksuri và các luồng không khí lạnh ấm, mưa lớn kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc từ 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 2 tháng 8, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là 146,2mm, tổng lượng mưa là 27,5 tỷ mét khối, gấp đôi tổng dung tích hồ chứa của tất cả các hồ chứa quy mô lớn và trung bình trên toàn tỉnh. Tỉnh Bắc Hà hiện đã di rời hơn 1,2 triệu người khỏi các khu vực bị ngập lụt. Hiện nước lũ đã bắt đầu rút sau khi những cơn mưa xối xả chấm dứt. Ngoài ra, mực nước trong các hồ chứa giữ lũ dự kiến sẽ giảm dần trong vòng một tháng. Chỉ riêng trong tháng 7, Trung Quốc đã phải hứng chịu hai trận bão lớn. Bão Đà Lìm đổ bộ miền Nam nước này hồi trung tuần tháng 7 gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ nhân dân tệ, trong khi thiệt hại do bão Doksuri lên tới gần 15 tỷ nhân dân tệ. Thiệt hại do thiên tai gây ra cho Trung Quốc có thể còn tăng trong tháng 8 bởi đây là cao điểm mùa mưa. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cảnh báo, lượng mưa tháng 8 ở các tỉnh Đông Bắc nước này có thể tăng 50% so với thông thường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin mới nhất liên quan tới mưa lũ tại Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.